Rồi, chào mừng anh em đến với kênh của Minh Chiến Âm Thanh Bảo Bình Định nha. Sau đây em sẽ test bộ karaoke để gửi cho anh Thành ở huyện Bảo Thắng, xã Sơn Hải, tỉnh Lào Cai. Đây là bộ sản phẩm của bác là gồm một con bao BC2002 monitor và một cái vang số B388. Và một cục lọc đổi nguồn thì phối ghép là sử dụng nhạc mạng từ điện thoại qua cực đầu dây mã là dòng Sony 59ES. Và mời các bác và anh em mọi miền Tổ quốc đăng ký kênh và nghe thử thẩm âm bộ karaoke này. Gồm vang số và một con vao. Vang cơ nha anh em, vang cơ. Rất là hay, có chế độ 3D luôn nha. Rồi xin mời anh em thẩm âm nha. Nhạc là từ điện thoại qua đầu dây mã 59ES thì tích hợp cho anh em karaoke tiếng sẽ ra hay hơn. Thì hiện tại em đang đánh một cặp loa dưới, cặp loa Victor 521 Limited nha. Còn cặp bô phía trên là để cho đẹp thôi. Thì anh em là thích cặp bô này thì giá 15 triệu nha, bô 301 series 3 thùng vàng. Thì mời anh em nghe. Mình sẽ test một ca khúc đi. Một bài hát nha. Mày đó. Thôi, em sẽ hát một ca khúc là Đám Cưới Về Trên Đường Quê. Thì anh em nghe. Thì hát cũng không hay lắm nha. Cái laptop về cho mày. Kế tiếp nha, bộ sản phẩm này là gửi cho anh Thành ở Lào Cai. Bộ sản phẩm gồm cái mixer và cái cục bao là Yamaha BC2002M. Rồi bác chờ nhận hàng nha, chiều nay là hàng sẽ lên đường thôi.